Ok, tiếp tục đến với cái phần tiếp tục với cái phần lý thuyết về tam giác bằng nhau. Thì Đan sẽ có một cái bài để minh họa cho những cái lý thuyết mình vừa mới học. Thì cái bài nó cho mình gì nè? Đầu tiên nó cho mình một cái tứ giác ABCD, đúng không? Và nó cho mình những cái dữ kiện gì? AB bằng CD, AB bằng CD. Và cho mình gì? AB song song với CD. Rồi tới đây, với hai dữ kiện đó mình suy ra được gì? Mình có thể suy ra được thẳng luôn là AB CD là hình bình hành. Đó, ABCD là hình bình hành. Với hai cái dữ kiện một tứ giác ABCD có AB bằng CD và AB song song CD. Là gì? Một cặp cạnh đối song song và bằng nhau thì ABCD là một hình bình hành. Đó, xong thì ý này. Phân tích từ từ. Diagonal là gì? Đường chéo AC. Ok. Cắt EF tại G. Cắt EF tại G. Và DE bằng với BF. DE đâu? DE chỗ này đây. Bằng với BF. Đó. Chứng minh G là trung điểm EF. G là trung điểm EF thì sao? G là trung điểm EF. Thì ban đầu mình sẽ suy được đưa về cái gì? Chứng minh gì? EG bằng với gì? GF. Thì ngay từ cái bài lý thuyết anh đã nói cái gì? Bất kể mình chứng minh một cái đường thẳng này bằng với đường thẳng kia, đa phần mình sẽ chứng minh bằng cách chứng minh hai tam giác bằng nhau trước, xong mình mới suy ra được những cái cặp cạnh tương ứng của nó bằng nhau, thì mình sẽ suy ra được cái EG bằng GF và suy ra được G trung điểm của F. Đó chính là cái ý tưởng của bài này. Rồi bây giờ mình muốn dùng tam giác bằng nhau thì trước hết mình phải xác định được tam giác nào bằng nhau trước cái đã. Mình xem EG nằm EGF nằm trong hai tam giác nào. Cái đề này nó còn dễ, nó cho mình rất là dễ thấy luôn. Chỉ có hai thằng nào thôi. Thằng này AGE và gì? CGF. Đó. Rồi mình phân tích thêm nữa nè, mình thấy dễ thấy là gì? G1 bằng G2. Được chưa? Tiếp tục là gì? Do ABCD là hình bình hành, đúng không? Thì sao? Suy được. Thì AB, AD này nó cũng bằng với BC bên đây. Mà cái đề bài nó là cho mình cái gì nữa? BF bằng với gì? ED. Như vậy thì có phải mình suy được hai cái cạnh ở chỗ này bằng nhau không? Đó, dữ kiện thứ hai. Tiếp đến mình còn cái thằng cuối cùng, thằng mấu chốt là do AD song song với BC, được chưa? Thì mình suy ra được cái thằng này. Có phải bằng với thằng này không? Bằng với thằng này, hai cặp góc so lại trong thì mình suy được tam giác bằng nhau. Còn trường hợp nào thì để dành chúng ta suy nghĩ cho lúc sau. Rồi đầu tiên anh sẽ chứng minh cái bài này theo kiểu reason với là statement. Reasons. Cái dòng đầu tiên á, mình luôn luôn ghi lại toàn bộ cái đề bài cho mình. Đầu tiên là gì? Có phải là AB bằng CD và gì? AB song song với là CD và gì? DE bằng BF và gì nữa? AC intersect là sẽ là cắt giao EF tại G. Given, đó là đề bài cho. Bước tiếp theo là gì? Mình phải chứng minh được ABCD là hình bình hành. Được chưa? Mình có là gì? Là bước 1. ABCD là hình bình hành. Tại sao? Tại vì nó có gì? Một cặp cạnh đối song song bằng nhau, có AB bằng DC và AB song song với CD.
bằng nhau. Tiếp tục là gì? Thì mình sẽ suy ra được là gì? Nếu cộng đối song song bằng nhau, mình suy được thẳng luôn là góc gì? Góc EAG bằng góc GCF luôn, là hai góc sau đây trong, mình suy ra trước luôn, cái tí mình dùng lại mình chứng minh thôi. Là gì? Mình có gì? EAG bằng góc FCG. Sao? Hai cặp cạnh, hai góc so lại trong thì mình có tên tiếng Anh là gì? Interior. Are you congruent? Mình hãy ký hiệu này một cái đi, nó là gì? Góc. Tiếp tục là gì? Mình lại có gì? G1 bằng G2. Rất là dễ thấy luôn. Đó là gì? Tại sao? Hai góc đối đỉnh. Đó, mình sẽ ký hiệu chỗ này là A. Tiếp đến là gì? Mình để ý nè. Có phải là do ABCD là hình bình hành thì ta suy ra được AD bằng với BC không? Bằng với C, tại sao? Do ABCD là hình bình hành. Đó. Mặt khác mình có gì? Có phải là mình có ED cộng EA không? ED có gì? DE cộng EA bằng gì? BC bằng gì? CF cộng với FB. Tại sao? Cái này nó sẽ là line segment. Chính là cái reason của nó. Tiếp đến là mình có gì? Tại vì sao? Mình có gì? DE bằng với BF nè. Thì sao mình có thể triệt tiêu được hai này? Mình sẽ được gì? EA bằng với CF là do gì? DE bằng với BF. Đó. Thì suy ra là gì? EA bằng với cạnh CF. Chưa? Thì mình có AAS thì mình sẽ rồi, tới đây thì mình phải biết được nó chỉ bằng nhau trường hợp nào. Thì trên nãy lý thuyết anh nói là gì? Mình để ý nè, hai cái góc của nó, một góc nằm đây, một góc nằm ngay tại vị trí này. Nhưng mà cái cạnh của mình là sao? Nó nằm ngay tại vị trí này. Thì nó chính là trường hợp gì? Angle và size. Mình phải phân biệt được thằng này với thằng góc cạnh góc. Góc cạnh góc là như thế nào? Mình nhìn chỗ này. Hai trường hợp này khác nhau hoàn toàn. Đây, ví dụ như ABC đi. Giờ góc cạnh góc thì sao? Nó phải là cái cạnh nằm giữa và hai cái góc kề bên nó, hai góc nằm với nó. Còn cái thằng mà góc góc cạnh nó khác chỗ nào? Anh vẽ ra một cái là mình thấy được hai cái điểm khác nhau liền lập tức rồi. Thì mình chọn, thì ở đây có hai góc sẵn. Thì cái góc cái cạnh đó nó không có được nằm tại vị trí này, nó phải nằm một trong hai, có thể nằm ở đây. Đó chính là trường hợp góc cạnh. Đó. Thì hai tam giác này sẽ bằng nhau cái trường hợp góc góc cạnh là gì? Tam giác mình viết theo đúng cái sắp xếp của nó là gì? A G E
bằng với tam giác CGF. Trường hợp nào? Góc, góc, cạnh. Đó, thì mình dưới đây mình suy được cái gì nữa? Tới đây mình suy được gì? Là những cái cặp cạnh tương ứng của nó bằng nhau. Rồi mình suy được gì? EG bằng với GF. Đây sẽ là lý do là CB. CBCTC cho những bạn chưa biết là gì, nó sẽ là hơi dài tí xíu thì mình sẽ được phép viết tắt cái từ này. Congruent. Triangles are congruent. Có nghĩa là sao? Hai tam giác bằng nhau mình sẽ được những cái cặp cạnh tương ứng bằng nhau, những cái góc tương ứng bằng nhau thì nó sẽ là những cái phần tương ứng bằng nhau. Chỗ này phải là corresponding chứ phải là congruent. Tương ứng. Đó, thì nó sẽ là viết tắt của CBCTC. Thì suy ra gì? Suy ra là G is the midpoint. EF. Nó sẽ là def of midpoint, định nghĩa của trung điểm. Đó. Định nghĩa của trung điểm là gì? Khi mình có G là trung điểm thì G nó sẽ chia cái đường thẳng ra thành hai phần bằng nhau. Thì có phải mình chứng minh được hai phần bằng nhau thì mình sẽ G là trung điểm không? Đó, nhưng mà cái bài này cái nhấn mạnh vô chỗ là mình chứng minh tam giác nó bằng nhau. Được chưa? Qua mình tìm được là gì? Góc. Góc, thậm chí là cạnh. Đó, thì mình chỉ có ba cái thằng này là bằng nhau, nhưng mình phải xem với nó trường hợp nào. Góc, góc cạnh nó có hai trường hợp. Thứ nhất là ASA và AS, thì mình mới phân biệt được hai thằng này nó khác nhau chỗ nào. Rồi mình mới suy ra được. Đó chính là cái bài hôm nay. Chúng ta xong phần lý thuyết về tam giác bằng nhau.